Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Harry Won làm điều gì mà khiến Trấn Thành tức tới nỗi gọi luôn vợ là con quỷ? Chỉ bấy nhiêu đây cũng đủ biết Harry Won và Trấn Thành vẫn vô cùng hạnh phúc. Trên trang cá nhân, mới đây, Harry Won có chia sẻ câu chuyện khá hài hước nằm trong đoạn đối thoại giữa cô cùng ông xã Trấn Thành. Trong đoạn tin nhắn, Harry Won gửi ông xã có thể thấy người đẹp đang đòi Trấn Thành về nhà nhanh để nấu cơm. Về phía Trấn Thành, dù đang bận mua quần áo nhưng nam danh hài vẫn nhanh chóng hồi đáp và hỏi bà xã rằng: "Em muốn anh mua bún chả không?" Đồng ý với món ăn chồng gợi ý, nhưng Harry Won vẫn không quên làm khó Trấn Thành khi nói: "Nhanh nha chồng, em nghĩ chồng thương em về sớm, không thương thì chắc em chết mới về." "Giờ em còn ráng cười được, chồng ráng về, nụ cười em còn trên miệng nhé." Trước câu nói đầy uy quyền của Harry Won, Trấn Thành lập tức nói: "Đang về nè." Còn chốt hạ một câu: "Con quỷ." Đoạn đối thoại hài hước giữa Harry Won và Trấn Thành. Trước đó không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Trấn Thành đơn phương làm đơn xin ly hôn cùng Harry Won. Khi tin đồn xuất hiện, đa phần mọi người đều cho rằng đây là điều thông tin bịa đặt, vô căn cứ. Đứng trước tin đồn này, vợ chồng Trấn Thành và Harry Won lựa chọn im lặng nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau, cho thấy hai người vẫn hạnh phúc. Harry Won thay đổi một điều công khai trên mạng xã hội. Kể từ khi ồn ào sao kê từ thiện của Trấn Thành xảy ra, Harry Won đã thay đổi một điều công khai trên mạng xã hội của mình. Thời gian qua, ồn ào từ thiện của nghệ sĩ nói chung, của Trấn Thành nói riêng, nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả. Mạng xã hội chia làm hai phe rõ rệt khi một bên ra sức bảo vệ thần tượng, nghệ sĩ của mình, bên còn lại liên tục chỉ trích các nghệ sĩ. Và theo phe nữ CEO, Trấn Thành cùng nhiều nghệ sĩ khác vướng vào ồn ào từ thiện, dù đã lên tiếng giải thích cũng như sao kê tài khoản từ thiện. Tuy nhiên, Trấn Thành vẫn nhận không ít chỉ trích từ netizen. Nhiều người cho rằng cách làm của nam MC là không minh bạch và việc sao kê tài khoản không thể chứng minh được anh có ăn chặn tiền từ thiện hay không. Cộng đồng mạng vẫn đang ngóng chờ kết quả cuối cùng từ phía cơ quan điều tra. Nam MC vẫn bị chỉ trích dù đã sao kê tài khoản từ thiện. Từ khi ồn ào xảy ra, mọi hoạt động, trạng thái của vợ chồng Trấn Thành đều được cộng đồng mạng để ý. Nếu theo dõi tài khoản mạng xã hội của Harry Won, khán giả có thể nhận ra cô đã thay đổi một điều rõ rệt trên mạng xã hội. Cụ thể, trước đó nữ ca sĩ vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh cũng như livestream trên nick TikTok cá nhân của mình. Thì kể từ khi lùm xùm nổ ra, mọi hoạt động của Harry Won dường như đã hạn chế hơn. Cuộc sống của hai vợ chồng Harry Won đã có nhiều thay đổi từ khi ồn ào nổ ra. Cả Harry Won và ông xã Trấn Thành không còn thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội cũng như giao lưu với người hâm mộ. Đặc biệt hơn nữa, Harry Won cũng đã thay đổi thói quen từ việc viết caption từ tiếng Việt chuyển sang toàn bộ tiếng Hàn. Có thể thấy bà xã Trấn Thành dường như muốn tránh tiếp xúc cũng như bị anti-fan soi mói đời tư cá nhân của mình sau loạt ồn ào. Harry thường xuyên giao lưu với người hâm mộ trên Facebook bằng tiếng Việt. Sau ồn ào, Harry thường xuyên sử dụng Instagram và sử dụng tiếng Hàn nhiều hơn. Có thể thấy ồn ào từ thiện của Trấn Thành không chỉ ảnh hưởng đến một mình cá nhân nam MC và còn khiến người trong gia đình bị làm phiền. Ở thời điểm hiện tại, Trấn Thành đã được mời lên làm việc cùng cơ quan công an nhằm cung cấp thông tin, làm rõ một số tin đồn liên quan đến lùm xùm từ thiện. Người hâm mộ của anh chàng cũng mong mỏi phía cơ quan chức năng sớm tìm ra câu trả lời cuối cùng sau loạt biến cố. Fan hâm mộ vẫn đang trông chờ kết quả cuối cùng của cuộc điều tra vấn đề từ thiện. Ngoài Trấn Thành, nhiều nghệ sĩ khác như Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Hoài Linh cũng bị cộng đồng mạng chỉ trích. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.